Biết đâu nhở? À đây rồi, anh em nào muốn bắt biết cùng Hero Team thì bắt đầu luôn bây giờ nhá. Let's go. Câu 1, đố 500 anh em biết đây là thành viên nào trong Hero Team. Game là dễ, nhìn màu tóc chắc chắn là chị Sammy Dow rồi. Biến hình xong là xinh xịu luôn á, lại còn biết nhảy nữa, mê quá đi à. Ta-da! Ai mê chị ca mui thì giơ tay ngay nhá. Bộ tóc này bao nhiêu tiền? 1 hay là 2 triệu hả? Nghệ cả vườn chứ có đùa đâu. Biết lòng này là lòng gì không? Lòng chẳng trứng. Sai rồi. Chú là lòng gì? Ui, lú quá, giống Simi nhưng lại giống Sammy hơn. Cơ mà quay cùng Chiron thì chắc chắn là Simi rồi. Anh em đoán là ai? Comment đi chứ. Câu 4, bạn chấm cái màn hất tóc biến hình này bao nhiêu điểm? Chị Kính chấm cái màn biến hình này 9,5 điểm nha. Quá đỉnh luôn. Bạn nào chấm 10 điểm thì like video nhé. Câu 5. Ai đây đây đây? Chị Sim quên nè trời, dùng tóc tóc đồ mà quên không đọc hướng dẫn sử dụng là nó như vậy đấy. Câu 6, thấy anh em hay comment video của anh Khai là ngầu CEO, từ này có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Đừng có mà nghĩ vậy nha. Chị Kính đi xem dạo rồi, ngầu CEO có nghĩa là ngầu cực luôn đấy. Hai ba con mực, anh yêu em cực, yêu em cực. Ba chơi tăng lực, yêu em căng cực, yêu em cực. Không cho em bực, không cho bực. Yêu em liên tục. Câu 7, ai dễ thương nhất? Chưa kìa, để mà nói cái độ dễ thương nhất thì tôi chọn Sammy Dow nha, cưng xỉu luôn á. Hèn gì không, hèn gì. Henry Clay cứ bỏ qua con nào đó chóp out the fire. Henry Clay cứ bỏ qua con xuôi xuôi đâu xu the bài. Hôm đi phăng bơi bỏ đầm tua giờ lao lên lại bị tua. Câu 8, Mr. Beat mất tích xanh vào lúc nào? Cú lừa thế kỷ, có ai mắc bẫy không nhỉ? Anh Mr. Beat đã có tích xanh đâu mà mất cơ chứ. Nên là cái việc mất tích xanh với mình nó không quan trọng, bạn hiểu không? Nó không thực sự quan trọng. Vì mình đã có tích xanh quái đâu mà mất. Có đâu mà mất.
thì có thì được mất. Không có tích xanh thì mà mất. Cái gì đó hỏi mất tích xanh là đã có đâu mà mất. Cái gì có để được mất. Khổ quá, đã không có rồi. Cái gì đó hỏi mất tích xanh. Cái gì có để được mất. Câu 9. Đại ca cắp cắt giật giật bài gì mà ngầu thế nhở? Muôn hàng hơn mi lối khi gàng, họ cần tiền để buôn bán khó khăn chứ không đi đến tiền đàng. Mama luôn muốn con sống an toàn mà con luôn phải đang hoàng. Con biết con biết châu áo da vàng, con không thể đâu hàng. Quá ư là dễ với anh em, bài này là buông hàng nhé. Thêm hai ảnh vào nữa là bao ngầu cả cái top top luôn. Muôn hàng hơn mi lối khi gàng, họ cần tiền để buôn bán khó khăn chứ không đi đến tiền đàng. Mama luôn muốn con sống an toàn mà con luôn phải đang hoàng. Con biết châu áo da vàng, con không thể đâu hàng. Bắt quả tang ông áo xanh phá trên cả nhà ơi. Phòng cận nhây thế là cùng. Trước giờ cứ tưởng là ông này trầm tính cơ chứ. Làm được. Cần thêm một góc với thằng anh em tập tới và còn hết lên trên mặt cửa. Từ là gian dối, từ mấy cái môn tối chỉ mà dẫn tao đi nhầm đường. Đi lắc qua vũ công như ca đi lắc và em nói em có những bí mật nhưng muốn bật mí phải mất vị nhất thú vui của em ăn cơm bằng mũi yêu đại gia không yêu bằng tuổi đi lên ba giúp mình hơi nhau khi hỏi ý nhạc hai ta đã phóng một trên con Mustang chắc còn một tăng trong khi còn vài thằng nếu mà ngày đó ta phải lắc mất tâm vì nhà ta quan tăng nên sợ phải nằm và còn hôm tăng thu lay bách chẳng có thằng định hack máy tính tìm cách ăn cao còn chắc là thỏ bên vách là trên con Mustang chắc còn một tang trong khi còn vài thằng nếu mà ngày đó ta phải lắc mất tâm vì nhà ta quan tăng nên sợ phải nằm và một hôm tăng thu lay bách theo các thằng định hack máy tính mới tìm cách ăn cao còn chắc là thỏ bên vách là câu hai. Cross quốc dân đang nhảy bài gì mà xinh thế ta? Lên đầu đi nhá. Bài này là si tình nha. Idol của các bạn nhảy một năm trước rồi đó. Câu 13. Ai đu trên đỉnh hơn? Yêu như lời người ta nói. Nhãn sắc là drama queen. Đừng quên em đây người soi mói nhìn cái bơi mê công. Anh cần một người đi sống sống thì mình đang cứ việc lấy đi. Biến hình nhưng mà chị mèo Simi có vẻ là xinh xẻo hơn nhỉ. Kèo này hot girl nhà Hero Team thắng nha. Câu 14. Gen Z vậy ta? 我姓石，无论何时与你相识，我都值。我姓石，执笔写字犹如骏马在奔驰。 Đẹp trai xin hãy bình thường được không? Fan cười quá trời về cái độ tấu hề của hai ông rồi đó. Nhanh qua câu sau để đỡ phải cười sái cái quầy hàm nào. 我姓石，无论何时与你相识，我都值。我姓石，执笔写字犹如骏马在奔驰。Câu 15, các bạn mê Simi phiên bản
nước nào nhất? Việt Nam mãi đỉnh nha. Mấy phiên bản kia thì cũng xinh đấy cơ mà. Chị Kính thấy không cute bằng Simi Việt Nam này. Anh em thấy sao nhỉ? Bận gì thì bận chứ, đừng có mà bận quên like video và đăng ký kênh cho tôi nha. Bye bye 500 anh em, mãi yêu ạ.